Mới đây trên các diễn đàn truyền nhau đoạn clip về con Phượng, trong đó thái độ của chàng tiền đạo sinh năm 1995 gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Theo đó, ngày 18 tháng 4 tại sân nhà Pleiku, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận cầu đẹp mắt với chiến thắng trước Hà Nội FC. Tuy nhiên không lâu sau đó, một vài hình ảnh về con Phượng được chia sẻ gây ra không ít tranh cãi. Cụ thể, khi con Phượng đang di chuyển trong đường hầm ra ngoài để chuẩn bị cho trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC, một fan nữ bất ngờ chạy đến xin được chụp ảnh cùng. Tuy nhiên, ông xã Viên Minh đã lắc đầu từ chối. Anh tiếp tục di chuyển, miệng đang bận xử nốt quả táo cầm trên tay. Hành động lơ fan của con Phượng vô tình trở thành chủ đề bàn tán rôm rã. Có người đùa rằng Phượng giờ là trai đã có vợ nên tránh chụp ảnh với fan nữ. Một số người giúp chân suốt xứ Nghệ trả lời: đang bận ăn táo chụp gì mà chụp, ăn miếng táo mà nó cũng không để tao yên. Bên cạnh đó, một vài ý kiến cho rằng con Phượng chảnh chọe. Trước phản ứng gắt gao này, bảo vệ ông xã Viên Minh, một người vào đưa lý do con Phượng từ chối chụp ảnh cùng fan nữ. Theo người này, anh không thể chụp ảnh cùng fan nữ vì đang đại diện hình ảnh cho một thương hiệu nổi tiếng. Nếu con Phượng chụp ảnh rất có thể sẽ bị vi phạm hợp đồng quảng cáo sản phẩm. Nhiều người hâm mộ đứng ra bảo vệ con Phượng vì họ cho rằng từ trước đến nay chân suốt xứ Nghệ luôn rất thân thiện và hiền lành, không hề có thái độ chảnh hay kêu dù nổi tiếng. Là chàng trai tốt tính và dễ gần là điều mà hầu hết mọi người nhắc về con Phượng. Do vậy, ắt hẳn sự việc trên là có lý do. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cùng chúc cho con Phượng cùng câu lạc bộ của mình giành được chiến thắng trong các trận đấu sắp tới trong khuôn khổ V-League năm nay nhé.